hạ con sale xuyên Tết có thật không? Hạ con xin chào quý khách ạ. À. Quý khách không nhầm đâu ạ. À. Hạ con bán hàng xuyên Tết, sale xuyên Tết luôn. Chả tin. Anh có 5 triệu, đố em bán cho anh ở một chiếc PC đấy. Thách cái gì khó khó hơn đi ạ, thách thế mà cũng thách. Anh mua PC nhá, tặng ngay cho anh chiếc màn hình 2 triệu. Mà khi anh mua màn hình nhá, tặng ngay cho anh bộ chuột. Không cần, anh là một người đàn ông, bát phở của anh có hành. Mua PC là phải tự mua luôn gaming kia. Nhưng mà có phụ kiện nào rẻ rẻ không nhỉ? Biết cuộc sống lúc nào cũng keo kiệt với ví tiền của anh nên hàng com lúc nào cũng có khuyến mãi. Đây, toàn hàng xịn mà giảm tận nửa giá. Mại rồi đi anh ơi. Nhưng mà anh không thích mua PC nữa. Anh là con người công việc, nay đi đây, mai đi đó. Anh là thích mua laptop cơ. Chuyện nhỏ. Laptop hàng com sale cả kỳ Tết, giảm sâu đến tận 15 triệu. Anh thích cái nào? Em lấy nhá. Thôi, anh chán rồi. Anh muốn nhà chơi game rồi. À Phủi thì phải có trái tim thì mới có được mị. Còn anh nhá, chỉ cần từ 700 nghìn là đã có thể mua được máy chơi game này, tay cầm này. Dễ không? Ơ? Anh sao thế? Thời gian như chó chạy ngoài đồng. Anh sợ... Anh sợ gì? Anh thấy mình còn trẻ, tuổi đời còn mênh mông. Anh muốn được chiêu, anh muốn được chơi, mà không biết chơi như nào cả. Sợ chưa chơi, đã hết Tết em ạ. Ôi, tỉnh dậy đi anh, nghĩ nhiều bạc đâu. Hà com có đầy thứ để anh chiêu Tết đây này. Bắt chuột này anh, loa này, tai nghe này, máy chiếu mini và cả tay cầm chơi game nữa. Anh đâu ra đây? Quà của Hacom cứ mua hàng để nó tặng cái kìa. Nhưng mà chỉ có mỗi nước ngọt thôi à? Không anh, còn bia nữa cơ mà. Uống luôn. Sắp lái xe về nhà hăng uống. Mà có phải mỗi mình anh được tặng không đấy? Dạ không anh ạ, khách hàng nào đến với bên em thì cũng đều được tặng hết. Hacom giảm sâu hết, bán hàng xuyên Tết, đến Hacom ngay!